giới thiệu với bạn, tôi tên là Lê Viết Dương, hiện tôi là chủ tịch sáng lập Viện Giáo dục Mandela. Và trong hơn 2 năm qua thì tôi đã công tác bên lĩnh vực khám phá và kích hoạt tiềm năng não bộ con người thông qua một cái ngành khoa học rất là mới, rất là tiên tiến hiện nay, đó là ngành khoa học dermatolipid hay còn gọi là sinh trắc vân tay. Và với những kinh nghiệm như thế thì tôi hôm nay tôi đúc kết thành một cái chương trình đào tạo, một cái chương trình hướng dẫn cho các bạn khám phá được cái tính cách của chính mình, khám phá được cái tính cách của người khác, và từ đó giúp cho các bạn rất là nhiều cái điều trong cuộc sống, như là giúp các bạn giao tiếp tốt hơn với người đối diện của bạn, giúp các bạn giao tiếp tốt với đồng nghiệp này, giúp cho các bạn có thể là giao tiếp tốt với vợ của mình, với chồng của mình, giúp cho cuộc sống của mình hạnh phúc, giúp cho các bạn có thể hiểu được con cái của mình. Thì với khoa học này, bạn sẽ nhận được gì sau khoa học này? Bạn sẽ được hiểu về cái bộ não của mình, chức năng của từng cái phần não của bạn. Các bạn có gia đình, bạn sẽ nhận được những kiến thức liên quan đến những vấn đề tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho gia đình. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn sẽ có một kiến thức tuyệt vời trong cái việc đánh giá nhân sự. Bạn sắp xếp vị trí này, vị trí kia cho các nhân sự của mình một cách rất là bài bản, và hoàn toàn bạn không phải lo lắng về vấn đề chọn sai vị trí nữa. Nếu bạn đăng ký khóa học này ngay hôm nay, các bạn sẽ được những cái quyền lợi cực kỳ tuyệt vời. Tôi sẽ tặng cho các bạn thêm một cái chương trình nữa, tặng thêm cho các bạn một cái bộ tài liệu mà tôi đã đúc kết nghiên cứu hơn 2 năm qua, trong bộ tài liệu soạn sẵn một cái chương trình giáo án của tôi sẽ tặng cho các bạn luôn, free các bạn luôn. Các bạn sẽ có một cái bộ tài liệu luôn kết hợp với khóa học này, các bạn sẽ có một bộ tài liệu. Đăng ký ngay hôm nay, các bạn sẽ có những cái điều đó. Xin chúc mừng các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lớp học của tôi.